Thế là mấy lúc mình xuống thì mình bảo đây, mình giới thiệu với hệ là cũng cài cầu mà chỉ có Mitsu mới có, rất hay là mẹ đang chạy xích trong lý đấy, cái đây ví dụ đang đi chạy về đóng cầu này. Đây thì bảo từ từ thôi nhá khách hàng ấy, mà đây wow. Thử góc thoát nhá, thằng lao dầm á xuống nó đi mẹ đuôi đây. Chạm rồi đúng không ạ? Đông quá. Ngồi 4 rồi, 4 đến lượt chạm. Xem mình giống mình. Anh nghe đây. Cái gì em? Yêu cầu bảo hành á? Gửi cho anh Đông, hướng dẫn rồi. Bảo thì CC cho anh, cho anh Quỳnh. Mẹ gọi khách, mẹ Đông là lấy chặt. Anh Đông xin dựa có anh xin dựa anh đây, đây là cái test hệ đồng treo nhá. Cân bằng ổn định xe. Cái hàng điện tử. Một khách của anh Đông nhá. Cái địa chỉ là địa chỉ trong email của anh ấy, em mở ra ở dưới tòa nhà PVI ấy. Về cầu chậm nhá, cái cầu nhanh không lên đâu nhá. Ok. Này, thì bắt đầu đóng cái cầu chậm, tại vì cái để pa cái như là dừng hẳn lại đúng không? Dừng hẳn lại. Cái này mô men xoắn nó cần rất là nhiều. Bốn lâu. Này. Ok. Đấy, nghe biết phát là nó vào. Thì lên test thử hệ thống này. Phải ra mo ấy nhá, ra mo mới vào. Này. Alo. Thanh mạnh đúng không? À, để số, để ra mò nó trôi. Trôi ngay. Đấy, tức là để số nhá. Cái đạp côn để số thôi chứ em đừng ra mò nhá. Đây. Anh là dốc đấy. Đây hỗ trợ của anh là dốc. Anh về để đây này. Để trong số. Tức là đạp côn để số 1. Em dặn khách hàng đấy nhá, không nó vậy. Rồi, okay, không biết trôi. Đây này, thả ra nó không trôi này. 3 giây nó trôi này. Đấy. Mà để ấy nhá, để nhớ để cầu chậm nhá. Tức là thả côn ra là xe nó giữ được 3 giây. Đạp côn vào, đạp côn ra, bỏ phanh ra rồi. Bỏ phanh nó không trôi. Để hỗ trợ khởi ngang dốc nhé. Đây là test tính năng hỗ trợ khởi xuống dốc này. Mắt tất cả mắt số 1 này. Cái này thì khi nó trúc đầu xuống thì mới bấm. Đây, ví dụ như này. Bấm điện. Đấy, đấy bảo phanh lại. Bấm đây. Này. Lúc này là hoàn toàn là bỏ phanh, bỏ phanh là bỏ chân phanh nha, nó khác xuống từ, nó tự phanh, nó tự hãm. Tức là khi có độ nghiêng phát lại cảm biến nó mới báo thì mới đóng. Đấy, em thấy nó xuống rất tốt đâu. Đấy, lúc này sâu hàng rơi mẹ bảo lấy hàng này đấy, đi nó nhàn như này. Đi ngon khác còn lâu rồi có. Tắt thì nó đổ mầm luôn đấy. Anh mới ra số. Anh mới ra số. Ra số mò. Ra mò. Về chưa? Chưa. Vẫn chưa nhà rồi. Xe nào? Cái xe phò này. Nó bắt buộc nó phải ra mò. À ra phải ra mò mới ra số. Mò. Ra tâm anh thử mãi xe. Rồi. Sườn dốc. Thế là bảo nó phải cầu nhanh. Chậm thì hoàn toàn phải dừng lại. Ra mò. Ôi. Góc này phải mở tí anh ạ. Nhưng
nhanh. Em để cậu nhanh mà khởi hành ngang dốc hơi chéo tí ấy, không lên. Dốc kia bắt buộc phải cậu chậm nhé, nhớ nhá. Cái xe số ra là hơi khó đi đấy. Sao tự động thì cứ thế là ga lên. Tự động thì dễ được luôn.